Yani güzel Ne olur. bileyim, ne bileyim. No. No no. Yeah. Ne? Yeah, good. Tamam. Cái này kêu là bé bự ăn cả nhà. Long mới đi chợ châu Á về cả nhà. Long mua được cái củ sắn nè, cái củ cải trắng của mình á, nhưng mà nó màu tím nha. Củ cải xanh như là người Hàn Quốc hay là người Nhật Bản á, người ta làm sushi á, người ta hay xài cái này để làm mấy cái sợi trắng trắng á cả nhà. Tôi mua tàu hũ nè, là ngon chiên bánh xèo có giá nha. Chiên bánh xèo thì không có thể nào mà thiếu nấm nha cả nhà. Lon chiên nấm tại vì bánh xèo này là bánh xèo chay. Với lại rau thơm, tôi mua rau tía tô cả nhà. Cái hộp tía tô này gần coi như là 3 đồng á, mà lá nó cũng bự lắm nha. Với lại Long mua thêm cái rau thơm này nữa nè. Rau thơm này cũng gần 3 đồng á. Rồi bây giờ thì Long đi chọn nguyên liệu. Chồng Long mua nguyên cái bịch hành này 3 đồng này cả nhà. Nếu mà tính lẻ mua một bó như vậy ở ngoài á là 79 cent, có khi là 1 đồng rưỡi một bó nha cả nhà. Nhưng mà chồng Long mua hết nguyên bịch này 3 đồng. Ôm hết nguyên bịch này về chắc Long nghĩ là xào hến ăn ngon nè, hoặc là xào nấm. Bây giờ lấy một mớ ca cắt chiên bánh xèo. Với lại ở đây Long cũng có mua thêm một cái thùng dừa. Thùng ít dừa cả nhà. Nguyên thùng này là 17 đô cả nhà, được 9 trái nha. Nó cũng như là dừa tươi đó. Dừa này ở bên Thái người ta chuyển qua cả nhà. Giờ chặt một trái đem uống nè, ăn chung với bánh xèo nữa, trộn bá chế chưa. 9 trái đó, để muốn hết chứ, nửa cái tủ lạnh luôn, để về uống từ từ nè. Bữa nay Long đổ bánh xèo nha cả nhà, ăn chưa, có hai vợ chồng Long đổ bánh xèo ăn. Giờ Long trộn bột, mình bột nghệ. Tiêu, xíu muối, nước dừa. Con cho bia vô mà cái bia này là bia nó không có cồn nha cả nhà. Giờ trộn đều lên. Con cho thêm xíu bột nghệ nữa cả nhà. Cho em xíu bột nghệ vô nha. Con cho tỏi vô. Tỏi thơm rồi con cho nấm vô nha cả nhà. Nước tương vô đây nha. Không có cho gì nữa hết á, cho nước tương thôi. Chín rồi cả nhà, giờ luôn đem nấm ra nha. Củ sắn. Rồi, chín rồi nha, cái nhân chín rồi, giờ luôn đem cái nhân ra. Giờ chiên bánh xèo nha. Chuẩn bị ăn bánh xèo mà buồn ngủ vậy nè, đâu có ăn nữa bên cả nhà, buồn ngủ rồi không có ăn luôn rồi. Kỳ này là bên sàn ăn bánh xèo sao nha, đuối rồi, chờ bánh xèo chín mà đuối luôn rồi cả nhà, đuối rồi. Buồn ngủ rồi, không ăn bánh xèo luôn rồi, bánh xèo buồn ngủ rồi, ngủ rồi cả nhà, ngủ mất tiêu rồi nè, rồi ngủ luôn rồi. Rồi bánh sành không ăn bánh xèo nha, bánh sành ngủ rồi, bánh sành không ăn nha, đem đi giường ngủ.
cái bánh nó dảnh lên đẹp ghê luôn cả nhà. Đây là cái bánh khô non á nha cả nhà. Xin chào cả nhà đang xem kênh YouTube Long's Kitchen. Hôm nay Long mời cả nhà ăn bánh xèo chung với vợ chồng Long nha. Ở đây là bánh xèo chay, bánh xèo chay. Yeah. Còn ở đây là bánh xèo tôm như cả nhà. Long chia hai cái cho Long. Còn đây là bốn cái bánh xèo chay. Ở đây thì có gao tía tô. Cái này là tía tô. Tía tô. Yeah, gao tía tô. Siso. Siso. Yeah, tía tô. Tía. Yeah. Ở đây nó có cái gao húng quế cả nhà. Gao thơm nha. Ở đây là nước chấm, ở đây là nước tương. Con làm chai cho chồng luôn đó, làm nước tương luôn. Lá chuối nhà chồng nha cả nhà. Bây giờ đầu tiên thì Long mời cả nhà uống nước dừa. Uống nước dừa hả mấy? Yeah. Cái dừa của. Yeah. Con mới vừa chặt xong luôn đó cả nhà. Rồi, green or yellow? Green or yellow? Cái nào cũng được. Green. Màu xanh. Giờ Long mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Mời dốt. Sữa dừa. No. Nước dừa. Yo. Để cái tay hấp xuống, Dạ. Yeah. Yo. Ôi. Fresh. Ngon quá. Một thùng đó là 17 đô cả nhà. Bây giờ Long mời cả nhà ăn nha. Giờ Long múc cái nước chấm cho Long trước. Nước tương pha chua ngọt đó cả nhà. Chúng ta tất bánh xèo. Cà lê hàng tháng. Hàng tháng chúng ta ăn bánh xèo. Yeah. Ông nói mỗi tháng làm bánh xèo cho ông ăn cả nhà. Ui, cái này Long ăn chung với là bánh tráng nha. Con thích ăn chung bánh xèo, cuốn chung bánh tráng nha cả nhà. Tại vì ở đây Long kiếm không được cái lá gì ta quên rồi. Ồ đúng rồi, cái lá cải xanh đó cả nhà. Long kiếm không có ra. Cho nên bây giờ Long cuốn với lại bánh tráng với gao nha cả nhà. À lấy đi, con lấy gì? Gao hả? Dạ. I have more now. Good. Great. Good, I like it. Nope, I got lots now. Okay, yes. No, even more. Okay. Làm bánh xèo mới kêu mỗi tháng làm cho anh ăn cả nhà. Cho anh 1, 2, 3 bánh xèo. 4. Cho 4. 1. Ờ 1 2 3 đúng rồi. Yeah. Yeah. Cho em một bánh xèo. Một hai. Một hai. Oh, hai. Ah, yeah, yeah. Hai cái. Vì ăn nhiều, ăn tật. Vì ăn nhiều. Xin lỗi. À, ăn tật bánh xèo. Ăn nhiều. Ăn bóp nha cả nhà. Ui, nóng quá. Nóng. Con tôm bự ghê luôn cả nhà. Bên sành ngủ trên tay luôn. Bây giờ bên sành đi ngủ rồi. Hỏi bên sành thích cho bên sành ăn sao cả nhà. Rồi xong rồi đây. Con xong rồi nè. Okay. Ăn trước nha, nó bụng quá. Con mời cả nhà nha. Bánh xèo. Where's that?
Come on, there we go. Ngon. Mấy tại đó bụng ăn ngon là cô biết hả? Nhưng mà ngon thiệt á. I'll do the dipping method today. Sauce. A little more sauce and mời cả nhà. Anh đi mời cả nhà. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Oh, the sauce. Mời cả nhà. Ảo có chịu cuốn giống như lon cả nhà. Ảo muốn quấn vậy á. Lung lung ngon. Hả? Lung lung ngon. Lung lung ngon cái nhà. Ngon lắm. Match. Yum. 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 I was thinking same color. Yum. 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 Ở nhà hàng bán cho nha. 17 đô một cái bánh xèo nha. 17 đô một cái bánh xèo. Còn không có nói lầm đâu cả nhà. 17 đô một cái bánh xèo á. Nhà hàng bán. Còn mà nếu mà trên Facebook mà ông bà, mấy ông bà cô chú hay mấy anh chị mà làm để kiếm thêm á cả nhà. Người ta bán 12 đồng hoặc là 15 đồng một cái cả nhà. Cho nên con cũng có đi mua mấy lần rồi nhưng mà ăn nó không có hợp khẩu vị cho lắm. Nên tự làm nhà ăn luôn cả nhà. Tự làm nhà ăn thì ăn được nhiều hơn. Nhiều nhiều dao, nhiều nhân. Ăn bao nhiêu đổ bấy nhiêu cả nhà. Tại vì nếu mà đi mua ở ngoài thì phải đi hơi xa một chút xíu nha. Gần đây mấy cái tiệm Việt Nam ở đây ít có chỗ nào bán. Rồi nếu có thì cơ 17 18 đồng một cái vậy cả nhà. Ăn một cái một đã thèm thì thôi, còn mà còn thèm nữa là mua thêm nữa là 20 mấy đô cả nhà. Chồng lon với lại anh chồng lon rất là thích ăn bánh xèo á, lâu lâu lon hay đổ bánh xèo. Đổ bánh xèo cho gia đình chồng lon cũng ăn nữa nè. Còn hết quán này nè. Còn quán này về ăn cho nó dễ cái nè. Đây lon mời cả nhà cái nữa nha. Hôm nay em dùng bánh bèo mông chân 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 mốc mốc chân chân mông rice paper bánh tráng tung often tung luôn often always always I guess what's often
A lot. Xiên. Tùng xiên. Nhãn, mì, con gà. Bánh tráng. Bánh tráng, dạ. Mấy? Dạ. Tất không? Hết. Yeah. True, rather. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Đấy, đấy. Ông nói nhà hàng Mỹ á, là ăn bánh xèo không có cho bánh tráng cả nhà. Cái này lâu nghĩ là nhà mình ăn, mình có bánh tráng rồi đi lại tiệm Việt Nam ăn á. Rồi hỏi người ta sẽ đưa cả nhà. Biết ăn lắm rồi nha. Dễ ăn, dễ nuôi lắm. Làm đồ chay cho ảnh ăn là món nào cũng ăn hết. Nhưng mà có mấy món súp thôi nha. Ảnh không có thích ăn súp á. Cho nên á, mấy món súp ít khi mà con nấu cho ảnh á. Hoặc là súp mà múc nhiều cái mà để ít nước á thì ảnh ăn rất là nhiều nha. Trời ơi, cuốn quá kìa. Sao không? No. Cuốn cái cuốn quá thì bự. Người ta không biết là tưởng. Người ta tưởng là bị bỏ đói mấy ngày cả nhà. Chúng ta đi travel, du lịch. Uh-huh. Chúng ta đi du lịch Việt Nam. Uh-huh. Công an bận xe vì bên xe mi a lot of places, a lot of restaurants, nhiều nhà hàng gà bên xe và em nợ anh bên xe cho anh so chúng ta đi Việt Nam ăn cạc ăn nhiều món cạc ăn món khác. Dạ yeah. Ông nói á là hả ở bên Mỹ á ông đi chơi hay chồng ông đi chơi hoặc là đi chơi với lại trong gia đình đó cả nhà. Là thường là không có mua bánh xèo ăn. Tại vì ở Mỹ này có nhiều nhà hàng có bán bánh xèo cả nhà. Với lại Long cũng có làm bánh xèo đó, cho nên là anh đi ra đường á, đi nhà hàng Việt Nam ăn á là không có kêu bánh xèo. Ủa cái lá này bự nè cho anh nè. Không có kêu bánh xèo tại vì nhà Long có nấu, với lại ở nhà hàng người ta cũng có bán nha. Con tôm bự quá, cuốn một con tôm một luôn cả nhà. Quá bự, trời ơi ngon quá. Mấy cái rau thơm này, nhiều rau thơm mới càng ngon cả nhà. Có lá chua nữa mà Lon quên hái lá chua. Trời còn lạnh á, Lon chưa có làm vườn gì được hết. Ngon không? Ngon quá trời nha. Đây thêm một cuốn nữa, đẹp không? Đẹp lắm. Cái da bánh nó còn giòn nữa cả nhà. Một lon nước dừa, một lon bia với lại một chút xíu nước cho lỏng lỏng ra. Nói gì? Dạ. Dạ. Ngon nha. Ngon. Ngon. Ngon quá. Ngon quá. Ừ. Cũng như ăn một bánh xèo như dễ ăn như bánh xèo. Because messy, not easy to eat one, to eat one, but it's easy to eat the whole plate. Ông nói ăn một cái không có dễ đâu nha. Ăn nhiều cái nó mới dễ. Tại vì đứt cái này nó bị bể cái kia, phải ăn nhiều cái á. Chà, ngồi mì không dễ ăn. Messy. What's messy or what's the word? Messy. Không biết. Okay. But you know what I mean. It's a. Mm-hmm. Is it? Yom cha ngồi Việt ngồi Việt Nam không sao. Mm-hmm. We don't care. No care. Okay. Trời ơi. Dạ. Yeah. Ông nói người Việt Nam biết ăn, người Mỹ không biết ăn, không ăn vậy cả nhà. Ồ, ông quắn ở trang như cái mền. I could do one more, I guess, without that. What? Sao không? Không, không sao.
Ông ăn kiểu gì đó thì ăn. Ông quăng hết nguyên cái bánh xèo luôn cả nhà. Nè 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 nè, múc cho múc cho. Dạ mong. Ông múc hết. Ông quăng hết nguyên cái bánh xèo vô luôn cả nhà. Đó, ăn chay đó. Chị nhàn đâu ai biết là chồng ăn chay đâu cả nhà. Cửa ăn thịt đó mà ăn chay. Cuốn cái cuốn quá quá bự. Quả là ba cái có nhân một cái bánh không mới là giá của lần là hai cái bánh mà đâu nghĩ là ông ăn hết 2,5 rồi cả nhà. Thằng múc cho thêm hay không? Bên sành giống chồng luôn cả nhà, ăn nhanh lắm. Ăn chung với ổng là một hồi là ăn chừng mình còn và ăn trong tô á. Ôi ngon quá à. Ngon không? Ngon thiệt á. Ô, có ngồi ghế nha, ngồi ghế không? Có ngồi ghế nè. Ngồi ghế. Oh, don't have it. Anh sẽ vừa giờ vừa tối. Nhìn trên đó kìa. Xong một bánh xèo. Tất nửa anh em nói anh bánh trôi nửa ngày hàng. Hàng ngày. Ông nói thích nữa thì vợ nấu cho ăn hàng ngày. định nó làm cho ông ăn đó cả nhà. Vậy con không làm thì phải đi đi nhà hàng mua ăn. Mấy cái này á, bánh xèo hay là gỗ cuốn này chi nọ đó ăn nhiều người nó ngon cả nhà. Có mấy lần luôn quay clip mà luôn ăn một mình đó, cái đó là ăn mặn đó, nhiều thịt này kia nọ, con không có mời với lại ảnh đi làm nữa. Không có mời nha, anh đi làm. Em làm video một mình. I record by myself when you go to work. Yeah. Buổi trưa, ổng hay ăn trưa thì luôn ngủ. Ngủ ăn trưa thì luôn nè cả nhà. Đồ con tôm thịt quá thì thịt. Xin lỗi. Ăn tôm thịt. Chúng ta đi hay nhé. Restaurant, nhà hàng chị nói ăn một bánh xèo, em nói ăn bông một bánh xèo. Rồi mới gì nói hồi nãy cả nhà, đi nhà hàng ta bán con cái một à, 17 đô. Mười bảy đô một cái bánh xèo. Ông nói anh nhà làm tới 4 cái mà đi ra tiệm mới ăn có một cái một à. Tại vì người ta bán con cái một cái nha. Với lại đi nhà hàng là thường là ăn nhiều món chứ không phải là ăn một món nữa. Chứ nhiều món ăn không hết thì đem về để ăn cái bữa sau thôi nha. Rỡ cái này
Để nó lên vậy nè, ăn cho nó ngon. Ăn kêu cái đồ dưa chua của mình đó cả nhà. Là kimchi, Vietnamese kimchi. Kimchi là ta ướp ủ mấy ngày không cả nhà. Không biết thôi phải không? Anh hai rồi. Hai cái rồi hả? Đúng. Nhưng bật đào số 3. Chuẩn bị cái thứ ba, chuẩn bị ăn hết cái thứ ba. Xin lỗi. Ăn giỏi lắm. Em ăn một rồi. Xong, không một cái rồi. Em nồi. Ngọt. Cái này chưa cho Vincent. Cái da còn giòn lắm luôn á. Maybe not. Maybe not. No, 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 no. Yeah, yeah, yeah. Good. No. Yeah, good. Chắc không? Okay. Cái này kêu là bé bự ăn cả nhà. Bé nhỏ thì ngủ rồi. Ăn một cái bánh xèo, uống một trái dừa là no luôn. Nói tiếp chiều luôn. Chiều nay tối nay đi ngủ là coi như là nghỉ ăn hết cả nhà. Bé bự. Bé bự. Bé bự. Big baby. Em bên sành bé nhỏ, small baby. Em bé bé nào? À, em bé vừa vừa, medium baby, medium baby. Con thích nấu rồi ăn á, mà thấy người này ăn ngon miệng, người kia ăn ngon miệng á, con nấu thêm cả nhà, làm thêm, nấu thêm. Mấy cái lễ lộc ngày lễ này kia á, đi qua nhà chồng á, là con nấu nhiều món lắm luôn. Con nấu mấy món mới mới, món Việt Nam, rồi món này món kia nữa, chứ mấy cái món nào mà con không có đập đi đập lại cả nhà. Nếu mà nhà ai thèm á thì kiểu như là thèm món đó thì làm món đó, còn không thì làm món khác. Mình giới thiệu từ từ món này món kia, món Việt Nam của mình á, nhưng mà con làm đồ chay nha. Anh của ảnh cũng ăn chay đấy, nhưng mà ăn ăn đồ biển không, không có ăn thịt. Ăn một là ăn chay, hai là ăn đồ biển. Giỏi quá trời gì đó, ăn giỏi quá. Cái nấm con xào không với lại nước tương á, nó thơm dễ sợ luôn. The mushrooms, nấm. I stir fry by itself with soy sauce. Really good. Nồi xào với nước tương không mà ăn nó thơm dễ sợ. Không có để gì đâu chứ á. Xào theo cái kiểu của người Nhật Bản thôi nha. Xào để cuốn sushi rồi đó, ăn cũng ngon á. Anh muốn xin ăn bánh xèo trái hoặc bánh xèo tôm. Both. Ăn hai thứ luôn. Không hỏi bên sàn ăn bánh nào, ăn bánh chay hay là bánh tôm. Con nói là ăn hai cái bánh luôn. Có thể là ăn bánh xèo chay. Bên sàn ăn ăn bánh xèo chay thêm miếng tôm ngon.
Nếu mà anh ăn chay á thì Lon làm đồ chay hết cho anh trước, xong đó thì cái thịt thì Lon để cho Lon sau. Nói chung là cũng dễ, không có khó khăn gì hết. À, muốn ăn chay thì làm chay, muốn ăn mặn thì làm mặn. Bữa nào mà Lon không có nấu thịt, làm thịt á thì ăn chay chung luôn, khỏi cần làm đồ mặn. Còn bữa nào mà đi làm á thì hai mẹ con nấu thịt ăn, nấu cá ăn cả nhà. No chưa? Em no rồi đó. No ha. Thì thôi, Lon xin kết thúc cái video ăn bánh xèo chay với lại tôm ở đây nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem hết cái phần video này của hai vợ chồng Lon ăn bánh xèo chay với lại bánh xèo tôm. Chúc cả nhà có một buổi ăn bánh xèo ngon miệng nha. Thank you for watching Lon's Kitchen. Bye bye. Bye.